xin chào bạn trong video này thì mình sẽ nói về um, những cái thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện tại um, cái cách để nhận biết nó và cách để đối phó với nó Bây giờ mình sẽ nói những uh, loại lừa đảo là như thế nào Nó là những cái loại lừa đảo qua message yeah, Qua tin nhắn, qua messenger, qua facebook uh, Phone call hoặc là website link Có nghĩa là những cái link của những cái trang web đó uh, Thì nguyên nhân là tại sao mà nó lại có những cái lừa đảo này Là do tình trạng data leak, yeah, data leak. Thì data leak có nghĩa là cái thông tin của mình nó bị tràn ra ngoài à, cái thông tin cá nhân của mình đó, nó bị à, à, đưa ra ngoài à, và có một cái dạng nữa là mua bán thông tin của khách hàng có nghĩa là nhiều lúc đó, à, những công ty mà họ muốn à, kiếm tiền đó bạn thì họ bán cái thông tin của của khách hàng như vậy là bất hợp pháp nhờ ở úc này thì bất hợp pháp đó cái đó đó gọi là cái um, uh, confidential um, confidentiality giống như là uh, mình Uh, di phạm cái À, bảo mật và cái dấu hiệu bảo mật vậy đó cái thông tin của khách hàng thì có nhiều người họ bán cái đó nhưng mà họ bán như thế nào khi mà người ta đưa cho bạn một cái dịch vụ à, giống như là cung cấp điện nè cung cấp ga hoặc là bất cứ dịch vụ nào thì họ sẽ hỏi là có muốn họ chia sẻ cái địa chỉ của mình nè à? họ chia sẻ cái à, thông tin của của mình á, à, để cho bên thứ ba hay không bên thứ ba có nghĩa là thí dụ như bạn đăng ký điện đi thì uh, nó sẽ giới thiệu cho những cái mà solar system uh, hoặc là uh, giới thiệu cho những công ty mà về uh, giống như là những công ty khác đó bạn những công ty mà điện thoại nè để những người đó có thể uh, mời bạn sử dụng dịch vụ của họ thì nếu bạn tích vô cái box đó tích cho cái là à ok tôi đồng ý cho à, công ty có thể chia sẻ ra thì lúc đó họ mới có quyền để mà à, chia sẻ thông tin của bạn nhưng mà nếu bạn không thích thì họ không có quyền như vậy thì làm sao để à, nhận biết nó thì hiện tại là nó hay giả dạng giống như là giả làm sở thuế nè, giả làm uh, Centrelink dạ yeah, hay là Medicare hoặc là uh, giống như là uh, immigration hoặc là những cái hãng phone, hãng phone ở bên Úc này á là có Telstra Optus dạ, yeah, rồi á thì uh, Optus um, ở Úc này cái hãng Optus của Úc thì cũng bị cái tình trạng data leak có nghĩa là thông tin khách hàng bị tràn ra ngoài uh, và kể kể cả Medibank hay là uh, cái uh, bảo hiểm đó thì cũng bị tình trạng data leak và họ phải bồi thường lại cho khách hàng đó thường á, thuế vụ ở Úc đây á, thì họ phải um, uh, um, họ có tin nhắn gì họ thường á, thì thuế vụ ở đây sở thuế ở đây nếu mà họ muốn um, nói với mình cái gì hoặc là gửi tin nhắn với mình thì họ sẽ gửi qua cái my golf họ muốn gửi bất kỳ thông tin nào của mình thì họ sẽ gửi qua MyGolf, uh, my golf my dot code dot au đó thì cái loại đó là bạn phải lên trên my bạn mới đọc được cái thư đó chứ không phải mà uh, họ nhắn tin cho bạn nói là bạn chưa được trả đủ thuế và bấm vào nước cái nút này để đi trả thuế không phải nhờ. nếu bạn bạn thấy cái đó đó thì cái cách bạn làm là chỉ có ignore nó thôi ignore đừng đừng quan tâm với nó nữa mà đừng bấm vô link đó là cách nhắn tin nhắn còn một cái nữa là phone call họ sẽ gọi cho bạn họ nói à tôi là sở thuế đây à, hiện giờ bây giờ năm ngoái là chưa có đóng thuế họ yêu cầu mình là phải đóng thuế liền nha thì cái kiểu như vậy á bạn tốt nhất là nên tắt máy thôi. À, tại vì cái đấy là scam và cái đó là xạo. Nhưng thường á, nếu mà bạn nghe cái đó thì cái phản ứng đầu tiên là hơi sợ, là không biết là tại sao mình lại bị vô cái tình trạng giống như là à, thuế chưa đóng, mà trong đó này mình nghe sở thuế mình sợ, là giống kiểu như vậy đó. Tại cái này là nó về chính phủ mà, thì cái đó là cái mà họ đánh vào tâm lý của mình họ biết là mình ngán cái đó mình sợ cái đó nên là mình sẽ làm liền thôi mà những dịch vụ đó những dịch vụ mà người lừa gạt đó, họ hay kêu mình làm liền hối thúc mình làm liền để cho giống như là cái 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 công việc của họ nó không có bị 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 coi lại đó tại vì, ví dụ như bạn có thời gian cái là bạn có ngồi bạn coi lại coi có phải hay không Um, thì cái này họ muốn là phải làm liền, nếu dạ, đánh nhanh đánh nhanh đánh, đánh, đánh gọn đó họ không muốn mà để cho bạn có thời gian để bạn suy nghĩ luôn. đó là cái thuế rồi tiếp theo là những người về immigration là sở di sở di trú thì những người mà chưa có thường trú đó, khi mà họ nghe tới cái immigration đó, gọi là di trú mà gọi đó, là họ rất là mừng bạn một và rất là mừng hai rất là lo nhé, lý do vậy tại vì á uh, họ chờ tin mà họ chờ tin cái này là di trú cái này là được cấp visa hay không đó thì khi mà họ nói à bây giờ là uh, uh, sắp được cấp visa nè nhưng mà cần phải đóng thêm một khoản nữa để cho uh, lấy được cái visa thì họ sẽ kêu mình à chuyển khoản qua cái tài khoản này đi xong rồi uh, họ sẽ gửi visa về thì cái đó là cái hoàn toàn sai tại thường thường á immigration uh, di trú họ sẽ yêu cầu mình đóng tiền một lần thôi trong cái lúc mà uh, nợ visa nhà là mình đóng một cọc luôn á xong sau đó không có thêm bất cứ gì hết hoặc là giống như là tới cái giai đoạn nào đó bạn mới đóng thêm nhưng mà cái khúc cuối cùng không bao giờ mà họ kêu đóng tiền đi rồi họ sẽ cấp visa cho không phải như vậy thì thường thường á những người mà đang chờ giấy tờ đó người ta hay bị rơi vào cái tình trạng đó Um, hoặc là những người um, giống như những tin nhắn á, bạn thấy kiểu như là um, bây giờ visa của bạn là chưa có valid hoặc là uh, đã hết hạn rồi bây giờ bạn bấm vào đây để bạn gia hạn visa, cái đó là hoàn toàn sai và nên thành ra là các bạn phải Rồi cẩn thận những cái đó. Um, tiếp theo nữa là những cái lừa đảo về đầu tư nè, những cái um, thư email rồi cái uh, gọi là kêu kêu họ, bạn kêu họ kêu bạn là claim tiền lại họ sẽ giúp bạn claim tiền lại thế này thế kia đó rồi mình nói về cái đầu tư là những cái tin giả nhà nếu mà anh chị nào mà có chơi crypto á crypto như là mấy cái uh, bitcoin rồi đốt uh, này đó thì nếu bạn chơi cái đó thì uh, họ sẽ hay cái đưa những cái tin những cái tin giật gân như vậy á là bỏ cái hình của Elon Musk vô và những cái người mà nổi tiếng có ảnh hưởng vô mấy cái khôi đó thì họ sẽ đưa cái 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 cái, cái tin nó vô và đồng thời là đưa cái đồng coin nó vô luôn thì nhìn họ mình nhìn mình thấy nó, sao nó uy tín quá tại có cái có cái người đó có những cái người mà uh, celebrity đó bạn những người mà mà, mà nổi tiếng đó thì lúc đó mình sẽ tin mình tin là mình tin những người nổi tiếng đó chứ không phải mình tin cái, cái 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 tin đó nhưng thật sự ra cái tin đó là tin quan trọng dạ tin đó là có thiệt hay không nó mới là quan trọng chứ không phải là chỉ cần có cái hình của người đó thôi có hình của người đó ai cũng làm còn ai cũng có thể làm được hết nên nếu mà bạn uh, vô trong đó giống như, như bạn mà tin vô cái đó và bạn bấm vô cái đường link đó hoặc là như thế nào đó thì đó là bạn bạn bị lừa đảo tại vì có một cái trường hợp như này có họ họ sở hữu một cái lệnh dạng coin này thì cái coin đó họ cho cái cái giá nó lên cao thật là cao và họ nói là cái coin này càng lúc giá càng lên cao thì khi mà bạn coi á là bạn thấy đúng rồi nó lên cao thật thì nó bạn cứ mua bạn cứ mua vô càng mua vô để giống như là sợ mình sợ nó cao mà sợ nó lên cao rồi muốn nó càng lên cao nữa thì à, mình mình được số lời mình 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 nghĩ vậy đó nhưng mà đến khi bạn mua thí dụ như bạn mua 10 đồng đi một cái coin đó mười à, 10 đồng một cái coin nhưng mà bạn cứ mua rồi nó lên tới 15 lăm dạ, mình mua tới đỉnh điểm tới 15 rồi tự nhiên nó tuột xuống còn một đồng có nghĩa là bạn sở hữu quá trời coi luôn bạn mua 10 đồng bạn bạn còn có 1 đồng à. Dạ. thì đó là cách mà thao túng tiền coi Nên nếu mà bạn phải cẩn thận khi mà bạn uh, coi những cái đầu tư hay là cái gì đó là phải cẩn thận tại cái đó là tiền. Mặc dù nó là ảo nhưng mà mình, mình phải trả tiền thiệt bạn. Tiền á tiền mình đi mua cái tiền ảo đó là tiền thiệt. Nó nên thành ra là phải suy nghĩ kỹ nha. Yeah. tiếp theo là những cái thư email kêu gọi đầu tư thì kêu thư email kêu gọi đầu tư với một số số lời lớn các bạn bạn bỏ chừng 10 đồng thôi bạn bạn lấy ra được tới 100 đồng có nghĩa là 10 lần có nghĩa là cái cái lời lên tới 10 lần luôn. Nên đó là một cái um, gọi là một cái um, phải suy nghĩ kỹ thật bạn, thật là kỹ bạn. Cái nào nó dễ quá tại sao không kêu, họ không kêu gia đình của họ làm mà tại sao họ họ là kêu mình làm? Thì đó là cái mà mình phải suy nghĩ lại đó. Rồi tiếp theo nữa là claim tiền, kêu bạn là claim tiền cái này nè bạn đủ điều kiện để claim tiền bạn có muốn claim tiền hay không bấm vô đây đi mình claim phụ cho giống như mình claim dùm cho thì lúc đó đó là bạn phải coi lại coi tại sao mà họ với bấm như cái link đó và phải kiểm tra cái link đó là cái link nào um, website đó có rất là nhiều loại website nó lừa đảo cũng có uh, rồi thật cũng có nên thành ra mình mới có kiến thức về cái những cái đuôi website đó bạn những website mà không nhìn ra được cái đó thì mới tránh được cái cái, cái giả mạo ở úc đây á, à, mình thấy có rất là nhiều trường hợp đó, họ kêu bấm vô cái link mà mình không có biết cái link đó là những link như thế nào nên cái chuyện mà lừa đảo rất là dễ còn một cái nữa là hay kêu gọi bạn tham gia dạ kêu gọi bạn tham gia xong rồi kêu kêu gọi bạn á là kêu bạn của bạn tham gia nữa thì lúc đó là mình ăn tiền commission đó yeah. họ mình ăn mình mình ăn tiền commission lại qua cái đó đó rồi nếu mình là cái người bị gạt bị bị cái người uh, giống như là uh, thật sự là bạn mình cũng không phải người xấu nhưng mà bạn mình nói à cái này có commission nè tôi có commission thì anh vô đây tôi mới có commission thì lúc đó bạn cũng phải suy nghĩ kỹ lại cả có nên tham gia cho cái này hay không? Nó là một dạng của đa cấp các bạn, thì um, có thể là người bạn của mình cũng là một nạn nhân, nhỉ? thì lôi kéo mình vô luôn, nó thành một thêm một nạn nhân nữa, thì họ cứ kêu là kêu bạn bè tham gia đi để có commission, nhưng mà cái um, cái những cái lừa đảo này á, là họ muốn làm cái dây chuyền gì đó nhiều lúc mình tin tưởng người bạn mình quá mình nghĩ là ờ chắc người bạn mình làm là sẽ đúng thôi à, giống như có uy tín đó bạn thì người ta sẽ làm người ta người ta làm những cái kêu mình đi theo thì mình cũng đi theo luôn thành ra nó bị cái là người bạn mình không muốn gạt mình đâu nhưng mà người bạn mình cũng là nạn nhân luôn nên thành ra khi mà bạn kêu đầu tư bất cứ cái gì thì bạn phải suy nghĩ thật là kỹ Tiếp theo nữa là về sản phẩm và dịch vụ. À, những cái dịch vụ nào, sản phẩm nào bạn không mua, bạn không sử dụng cho dù mà nó gửi invoice về cũng không nên um, trả và bạn phải suy nghĩ thật là kỹ tại sao có cái này. Và tiếp theo là bạn phải coi cái ibn Ở Úc đây á thì có cái Australian uh, Business Number đó. Là bạn có coi cái ABN nó có thật hay không? nhé yeah. các cái nó nó có trùng khớp với cái tên không và nếu có thì liên lạc với họ qua phone à, thì bạn sẽ coi là à qua wow, cái cái này là à, mình có sử dụng nào hoặc có này ủa cái này nó hơi lạ nha hình như là mình chưa có sử dụng bao giờ hết thí dụ vậy thì lúc đó bạn phải liên lạc với lại à, cái công ty mà nó ghi trên invoice đó. ủa tôi có xài cái này không à, trong à, cái profile khách hàng á có tên tôi hay không tại sao mà tôi không có xài mà vẫn bị chẹt giống như tiền giống như vậy thì nếu mà không có thì tất nhiên họ nó ồ cái này không có rồi cái này làm sao uh, họ sẽ coi lại à cái này là hình như là là có cái gì sai sai đó thì lúc đó uh, họ mình 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 biết được thôi một cú phone không có tốn nhiều tiền các bạn mà cái cái kiểu của nó như thế này những cái invoice sao mà đưa ra đó là rất là kỳ cục nhỉ? nó cái ngày điều đấy nó rất là rất là mau thí dụ như hôm nay là ngày 18 tám nó bắt ngày 19 chín là phải nộp liền không thôi là điều đấy không thôi là phải bị bị chặt thêm 10% phần trăm thường thường tâm lý mình á kiểu như cái này là mình không sử dụng nè nhưng mà cái ngày điều đấy nó gần quá thì mình sợ bị tốn thêm 10% phần trăm nữa thôi bây giờ mình trả trước cái chắc ăn thì có gì claim lại tự thường thường ở úc đây á, có gì mà sai á thì họ sẽ làm lại cho mình nhưng mà cái này mình là lừa đảo mà sai cái là đi luôn giống vậy đó, tại vì nó nó đó có thật đó à, nên các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi mà mình đưa tiền cho bất kỳ ai à, trên cái game chứ cái vụ mạng này nè không biết mặt thì đừng có đưa à, tiếp theo là mình nói về cái địa chỉ website địa chỉ website ở uh, úc nè ở mỹ hoặc là bất cứ cái quốc gia nào đó, mà bạn thấy chữ dot .com đó. Yeah. có cái chữ dot com cái dùng cái tên miền mình dot com com đó, thì cái đó là cái um, cái dot com là cái cái dùng miền cái 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 miền mất tiền nhất mà những cái business họ mới làm cái đó những cái business tại vì cái này là cái business của người ta họ bỏ một số tiền ra họ làm nhưng mà có mấy người lừa đảo thì họ sẵn sàng mua cái miền dot com đó để họ đi lừa mà kiểu vậy thì những người mà có uh, business nhỉ thường thường họ lúc nào họ cũng uh, đăng ký cái cái website của họ uh, vô cái business hết dạ thì lúc đó bạn phải lên bạn kiểm tra và bạn bấm vô thử coi cái cái tên nó có thật hay không, dạ còn một dạng nữa là cái địa chỉ email bạn thấy một cái người nào đó mà gửi cho bạn một cái email vậy mà cái địa chỉ email họ kỳ lắm kiểu như địa chỉ email kiểu như là thí uh, dụ như tên họ là david đi david s uh, cái địa chỉ email đó chẳng hạn như là coca cola mà chữ coca cola có số một đằng sau bạn có nghĩa là cái chữ coca cola bình thường, thường á, uh, hãng coca cola thì nó là Um, coca-cola thôi vậy đó. nhưng mà coca-cola có số 1 đằng sau nữa có nghĩa là họ làm cho giống thôi nhưng mà phải có cái gì đó khác giống hoàn toàn là không được tại giống hoàn toàn là của người ta rồi thì thí um, dụ david uh, ads coca-cola số 1 chấm cơm thì bạn nói ủa cái này nó hơi kỳ kỳ nha thì bạn mới lên trên website đó bấm thử coca-cola số 1 chấm cơm thì không có không có website đó, website đó không tồn tại, mà cái cái địa chỉ email thì vẫn có, có nghĩa là lừa đảo, nên cái những người mà xài cái email đó, bạn không tin, bạn không tin ngay từ đầu luôn, tại vì nó đã sai ngay từ đầu rồi, nên cái nội dung đó bạn cũng không cần phải quan tâm, cho dù bạn nói, họ nó nói là à, bạn bấm vô cái link này đi để bạn trúng à, được và cái gì đó trúng được cái tủ lạnh, hoặc trúng trúng được cái gì đó họ sẽ giao tủ lạnh tới, có những cái tin nhắn như này. À, bạn đã trúng thưởng rồi à, à, kêu bạn là phải bấm vô cái link này à, để à, giống như lấy thưởng về hoặc là bạn phải trả một số tiền nào đó để mà lấy cái món đồ đó về quá vô lý vậy tại sao mà mình, mình phải trả tiền cho những cái mà à, những cái thưởng vậy nếu thực sự nó muốn thưởng với mình là nó thưởng với mình rồi dạ chứ không phải mà kêu mình 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 trả tiền xong mới thưởng đâu là không phải vậy nhiều cái nó kêu là uh, trả tiền delivery hay là cái gì đó thì cái chuyện nó sai mà trong cái đó những dịch vụ mà mình không có um, không có xài đó mà mình được được trúng thưởng thấy nó ngộ không có nghĩa là um, mình mình nó đánh vào cái lòng tham của mình mà thường, thường á khi mà những cái trường hợp đó thì uh, uh, nó nghĩ là mình mình nghĩ là nó dễ ăn dữ vậy không phải nó dễ ăn dữ vậy để mà uh, uh, giống như là um, mình cứ làm liền các bạn kiểu như làm liền để cho để cho như là sợ là mất cơ hội thế này thế kia thì đó là khi mà bạn mà cái lòng tham mà chổi dậy rồi á là sẽ bị mất lừa của người người ta thôi uh, rồi tiếp theo là cái số phone số phone lâu lâu bạn thấy cái phone của mình đó, là có ai gọi tới mà ở đâu tuốt campuchia thái lan hay là malai hay là cái đất nước nào đó mà trong đó mình chả biết họ là ai hết mình không có người quen ở đó thì mất mới gì bạn phải bắt máy như vậy thường đó, thì những cái trong cái trường hợp đó thì theo mình lựa chọn của mình là mình không bắt máy hoặc là thí dụ như bạn bạn có người quen ở đó đi bạn bắt máy lên rồi kiểu như nói cái tiếng gì đâu đó, hoặc là cái nói gì mà bạn không có hiểu mà là nói quảng cáo thế này thế kia thì tốt nhất nên cúp máy tại vì mình không liên quan tới mình nhá rồi mình thí dụ như bạn muốn coi à người ta nói cái gì nhưng mà không có người thật sự là bạn không có interested in giống như là không có quan tâm tới và cũng không cảm thấy nó vô dụng đối với mình nó không có cần cần thiết các bạn thì mình mình cũng nên từ chối cái phone của người ta đó cách lịch sự các bạn nhé rồi uh, có một cái nữa là những cái siêu thị á khi bạn đi siêu thị thì nó có đưa cho mình những cái uh, uh, cái thẻ và cái thẻ thẻ thành viên hoặc là cái thẻ uh, để claim điểm tích điểm nào đó kia đó thì uh, nó gửi tin nhắn cho mình mình nhận những loại tin nhắn này nè rất là thường xuyên luôn uh, nó kêu là uh, cái điểm của mình đó, tích lũy bây giờ là tới lúc phải claim lại nó cho chỉ dòng còn một tiếng thôi tại nó sắp sửa expire có nghĩa là à, sắp sửa hết hạn đó bạn à, để mà claim điểm lại nó kêu là phải claim trong vòng một tiếng đồng hồ nữa thì bấm vô cái link này đi để claim thường á, những, những cái tin nhắn đó toàn là gửi cho mình khoảng chừng 2 giờ sáng. Tại cái lúc đó là à, lúc mà mình không có tỉnh táo, bạn, nếu là sáng sớm mà, thì họ họ biết là à cái người này không tỉnh táo nên thành ra sẽ à, làm, sẽ kiểu như là à, gửi cái tin nhắn để người ta không không có cảnh giác á. Thì đó là một cái à, cũng dạng lừa đảo là như vậy đó thành ra những cái mà tin nhắn à, thế này thế kia thì tốt nhất là chứ ignore rồi, giống như không không quan tâm tới nó. Um, khi bạn bấm vô link thì là coi như là bạn bị lừa đó bạn, giống như là nó sẽ có nhiều lúc nó vô được cái 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 um, cái, cái 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 trong cái điện thoại mình nó mình đâu có biết được đâu, kiểu như vậy. Bây giờ nó tinh vi lắm. Um, với lại một phần nữa là những quảng cáo và Facebook, một cái job không cần um, bằng cấp, không cần tiếng Anh, không cần gì hết, nhưng mà được một ngàn rưỡi một tháng một tuần đó bạn một tuần được ngàn rưỡi không cần bằng cấp không cần gì hết nghe nói quá dễ nha ủa sao dễ dữ vậy <laughs> cái chóp nào chóp dễ dữ vậy chóp nào dễ dữ vậy không tới phiên mình đó thì mình bạn có suy nghĩ thử coi làm sao một người không cần bằng cấp không cần gì hết mà một tháng ngàn rưỡi đô một tuần ngàn rưỡi đô uhm, không nó không make sense nên thành ra bỏ qua cái đó những cái nào bạn cảm thấy nó khó quá đó bỏ qua, khó quá giống như là uh, mình phải đi tìm nguồn thế này thế kia thì bỏ qua nhưng mà những cái nào quan trọng, thí dụ như vậy đi uh, bạn là người content creator hay là bạn là người uh, giống như là uh, làm business hay là cái gì đó mà bạn muốn kiểm tra coi cái đó đúng hay sai, cái người mà nhắn tin cho mình cái đó thật sự đúng hay sai thì một là bạn lên website bạn coi nha, hai là bạn gọi điện thoại confirm lại lần nữa những kiểu như là thí um, dụ như một cái hãng một cái hãng uh, uh, về truyền thông, truyền thông nếu cái hãng truyền thông thì thí dụ như cái hãng đó của abc thì abc.net.au như vậy thì bạn sẽ coi à cái chữ này là đúng nè thì bạn lên trên website bạn coi abc.net.au mà cái người đó thí dụ tên david đi david at @abc abc.net.au thì mình lấy cái tên cái, cái cái chỗ mà sau cái phần a, cái chữ acom a đó. Sau bạn lên bạn bấm cái đó. Thì khi bạn lên đó bạn nói à abc.net.eu ờ à, đúng rồi cái website đó. Có nghĩa là cái website đó đúng, nhỉ? chứ không phải là um, kiểu như abc số 1 rồi uh, .net.eu lên bấm ủa đâu phải đâu. Đâu phải là cái 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 cái, cái um, website của cái hãng uh, à, truyền thông đó nên thành ra là những cái như vậy là đó sai ngay từ cái địa chỉ email rồi thì nguyên cái nội dung nó không thể nào đúng được hết và đó. đó là cái chia sẻ của mình nếu bạn có cái gì đó cần thêm vô thì bạn cứ comment ở dưới này à, nếu thích cái video này cho mình xin một like bấm đăng ký kênh giúp mình mình cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại bye bye